Thì anh em mình lại hỏi giá tre và lá coi bao nhiêu cho nhóm các nhà cho chú Kỵ được á. Các bạn chú Kỵ sống trong trong rừng trên 40 năm á, thì mình hỏi giá cả cho xong xuôi rồi cô bác có tài trợ cái gì đó thì anh em mình cất cái nhà tre cho chú và lợp lá cho chú đây các bạn. Thì cây lớn đó là cây một cây 60, rồi cây bên bển 45 45, là cây phía bên bển là 45 ngàn một cây, thì bên này 35. Bên này 60, nhỏ nữa thì 35 các bạn. Thì bên này thì thấy quý rồi đó, thấy đẹp rồi đó. Vậy mình với Hoàng Trung TV cũng hỏi giá cả cho chú để coi khoảng cái nhà chú có cỡ nhiêu nha các bạn. Mong cô chú gần xa thấy giúp đỡ cho chú Kỵ để được căn nhà chú Kỵ cho nó sống thoải mái các bạn. Điện mà. Cậu đây một hồi nó đi bán rồi. Ý là chú chặt ở gần đây hay sao mà đi xa vậy? Chặt ở trong mà Vũng Tàu đó mới đổ ra. Ồ. Đây lá đó là 100 lá khoảng nhiêu tiền ấy? 100 lá thì nó 600 ngàn, bán thường mỗi năm luôn đó. Dạ. Mười mấy năm nay rồi. Rồi á, trăm lá sáu trăm lá tôi này á trồng dày lắm, với lại đúng 2 mét luôn chứ không phải 1m6 1m7 như dạ. Lá hàng đâu. Đây là anh em mình hỏi giá để tính cất nhà cho chú Kỵ thì khoảng bao nhiêu thì cho cô chú anh chị biết rõ để anh em mình giúp đỡ chú Kỵ nha các bạn. Đây là lá trầm như vậy là 100 600 ngàn nha cô bác. Thì anh em mình cứ hỏi thôi, và mua tre tính định lợp cho chú đây mà chưa có kinh phí đủ thì mong cô chú giúp đỡ cho chú được căn nhà khang trang một chút tí các bạn. Thì giống như là muốn xây cỡ căn nhà nhỏ chú Kỵ thì cần cỡ 200 lá mà. Đúng rồi, vừa vừa dựng vách luôn là khoảng 200 lá đó. 100 lá thì với 50 cây tre. Không, cây tre ý có bán luôn không? Không, không có. Cây tre thường là bán cây cỡ nhiêu ấy? Cây tre. Cây tre lúc trước tôi đi mua người ta tới một cây tới 30 ngàn đó. Cây 30 ngàn. Vậy hồi nãy ông kia ông bán mắc quá. Tới 60 ngàn. 60 ngàn mà người ta đốn không? Đốn người ơi. Ta đốn sẵn hả? Dạ. Đó con tôi mua 30 ngàn đó. Ồ, ta đốn sẵn luôn. Đốn sẵn luôn. Vậy là mắc rồi đó, ông bán mắc rồi. Năm tỷ thơ đó. Hay là như... Đây năm tỷ bà chị ta. Mà đây là như bà tình y ca thơ ấy. Mà đây chị son thơ. Ôi chị son. Chị son thơ thế rồi. Ừ. Ý hay là bà chị son luôn. Ừ. Mà chị son lọc ý hay. Lọc hơi đó. Ừ. Người ta cái nám vào bên nản tính ấy. Ừ. Tính. Mà đây, người ấy phải bẹp mắt ở bên tranh thủ đâu cũng sợ té. Đang ngay, đang bà chàng bán á, thì bẹp quay về tranh thủ. Có lỗ mà men sẵn, nhưng men sẵn à. Men sẵn nè. Mà nó chung sai các bạn đó. Hay bà Sana đi tha lỗ bà chân gấp. Thầy bà chịu đê ý, thầy y chang cái nặng ôi, thầy ôi đê sẵn y. Đây mình lại mình coi coi chú Kỵ có gieo hạt giống chưa chưa tình cờ mình lại cũng hơi sớm các bạn, thì thấy chú Kỵ đang múc sình và làm để cho đất nó khỏi gáo gáo, chú Kỵ gieo hạt giống ra muống để ăn hàng ngày của chú Kỵ các bạn. Thì mời cô chú coi chú Kỵ làm như thế nào nha các bạn. Thì video mình cũng chia sẻ chú Kỵ sống tại bụi rừng Sóc Trăng trên 40 năm rồi, mà mình lại quay mấy clip trước thì chú không có làm việc. Thì bữa nay mình tình cờ bắt gặp chú đang làm việc, thì mời cô chú cùng mình xem chú làm như thế nào nha các bạn. Mời các bạn. Chị đang làm công chuyện các bạn. Chú Kỵ công chuyện chú mỗi bữa vậy đặng chú làm gì đặng để gieo ra muống tàu để ăn nè các bạn. Chú Kỵ làm vậy thì dục sình lên để mai mốt gieo ra hạt ra muống đó các bạn. Đây chú dục sình lên vậy đó các bạn. Chú đang dọn dẹp khu vực này để trồng ra muống ăn mỗi bữa nè. Chú không có lấy cuốc lấy gì ấy chơi bằng tay hết vậy luôn hả? Chú rất siêng năng và cần cù lao động lắm các bạn, làm việc rất nhanh nhẹn nha các bạn. Đó, chú bỏ xuống mương.
Đây chú lấy cái thao múc sình thảy lên đây nè. Chú dọn sạch sẽ cho bên bển thì khu nhà của chú. Chú nhổ bằng tay không nha các bạn, không có cuốc, không có dao gì hết trơn. Đây là bữa nay mình lại cũng ngay nhịp chú đang làm công chuyện đây nha các bạn, cho các bạn thấy cuộc sống hàng ngày của chú là như vậy. Chú làm rất siêng năng nha các bạn, không phải là chú làm biếng nha. Đây. Chú nhổ cỏ bằng tay không, không có cuốc, không có dao gì hết. Bữa nay mình lại cũng tình cờ lại sớm chút thì gặp chú mà công chuyện gì chứ mỗi bữa mình thường không có thấy chú làm ở ngoài như vậy đâu các bạn. Chú gom đi bỏ. Chú tính bữa chừng nào chú mới gieo hột đó? Ba bữa nữa hả? Ừ, chứ. Chú làm gì cho rồi đó, 3 bữa nữa chú mới gieo các bạn. Chứ. Trời mưa tới. Ê, đây mình tình cờ bắt gặp cái ổ ong mật gì quá trời lớn luôn, sau nhà chú kỵ nè các bạn. Đây, ổ ong mật nè. Quá trời luôn mà cái ổ. Rồi lấy không được đâu, nguy hiểm lắm chú ơi. Ông này dữ lắm. Nguy hiểm lắm. Leo lên lấy không được đâu, ổ này ông này dữ lắm. Đúng rồi, nguy hiểm lắm. Quá trời ổ ong này à. Chú làm bằng tay không rất nguy hiểm luôn, miễn có gì đứt tay chết. Có cuốc có gì á. Chỗ này là trồng một khu vực này có cải xanh cải gì gieo chung là chú ăn quanh năm suốt tháng luôn. Sao chưa chú nhổ cỏ chú dục xuống mương này nha các bạn. Đây. Chú dục xuống đây. Chú. Cái này clip của anh ta. Chú tận dụng một chút xíu miếng nhỏ này cặp mé mương chú gieo rau cải ăn các bạn. Chú rất siêng năng lao động lắm nha các bạn. Chú không có lười biếng, tại chú không có đất đai gì, chú trồng bày bài như chuối. Chú cầm trồng cặp mấy vườn ăn không hết các bạn. Chú suốt về ngày chú ở trần vậy các bạn, làm lao động cũng ở trần, chú không mặc áo quen luôn. Rồi thấy không, chú chiên không, chú rất lực lưỡng luôn các bạn. Thì đi bữa nay mình cũng tình cờ bắt gặp chú làm công chuyện thôi các bạn.
một cái ca sẽ lại tiếp tục luôn. Chú xuống múc sình đấy các bạn. Đó. Bà thay cổ cô quá. Bà chứ. Bà nhặt thấy quẹo quẹo. Thầy chú xuống dưới mương múc sình thả lên đây để cho có đất để chú gieo hạt đó các bạn. Có muốn anh em mình cũng có mua 3 bịch cho chú để chú ăn từ từ đây, chú làm rồi đó. Múc đầy từ thùng, từ thao với ngậm đầy cái này. Cũng chua luôn. Quá trời. Đó, nó bay cân khúc vậy là nó xong rồi đó. Là bên đó. À, chú rất mạnh nha các bạn. Chú dù 69 tuổi mà chú rất mạnh luôn, mạnh mẽ luôn các bạn. Làm công việc rất nhanh nhẹn nha. Đó, chú thấy như đó. Đầy cái này cũng nhiều lắm đó các bạn. Bữa nay mình cho các bạn xem chú lao động thực tế hàng ngày nha. Đây. Chú làm việc rất siêng năng cực lực luôn các bạn, không phải là chú lười biếng. Tại chú tuổi chú già chú làm gì được rồi cũng rất hay vậy các bạn. Chú tận dụng một chút cái mé mương này của anh ta rồi chú trồng rau ăn nha các bạn. Nó từng thao mà đầy cái này cũng rất nhiều nha các bạn, không có ít đâu. Cái này chú cứ múc tới tấp vậy các bạn, không có nghỉ mệt nghỉ gì luôn.
à, chú cứ múc hoài vậy đó. Đây, xung quanh nhà chú nè toàn là vừa nước với cây này cây kia không các bạn, đã với sậy được không. Đi tình cờ bữa nay bắt gặp thấy có ổ ong quá trời lớn luôn các bạn đó. Ây dồi, cũng muốn đài vậy đó, thấy không các bạn, mau không? Cá thùng, cá thao, từ từ, từ gì cũng muốn đài vậy các bạn. Ông tha từ thao gì mà đầy đó mới hay đó. Kiên nhẫn không có gì bằng lòng kiên nhẫn và quyết tâm.